kia phải lần sau. À. Nhưng mà không chặt đi đầu dưới để lúc lần sau mà chặt nó to quá không được đấy. Nó nổ ấy. Rau trên đấy chính là chắc được, phải làm được ấy. Nó bé nhưng nó chắc á, không cần. Bé như năm đấm nhưng mà nó chắc. À, đấy bắp của Trung Quốc ấy, loại bắp bé tí, nó bằng nửa này thôi nhưng mà nó chặt kinh khủng không? Ừ, chắc chặt đẹp lắm. Còn bắp này nó cũng xốp, vẫn xốp. Ừ, rồi nhưng mà được thế là được rồi. Hôm được trước chặt ở trong cái vườn bên kia kìa, bên đằng mình sang đấy, cây còn to quá ấy. Chặt bé thì cháu lại hao. Con bé quá đâu, nói chung là cũng hơn cân. Hơn cân thì thực ra là hơn cân mà giá là phải 5.000 thì nó mới bó cô ạ. Chứ còn nếu mà cân rưỡi mà được 3.000, không được cân rưỡi, cân 3.000 này thì lỗ chổng vó. Nó phải 11, 12 bắp một cân một một ấy, chứ còn đến 15 bắp này thì đó. Trồng được cái bắp cải mất hơn 2 tháng bán được rồi. Trung bình bán được 4.000 một cây, 3.000 một cân. Một cây này nó cân 3 cân rưỡi đấy. Thị trường thì muốn ăn rau non, người nông dân thì muốn ăn trồng cái rau nó đẫy đẫy một chút thì 2 cân nhưng không ai mua cả. Sự nghiệp nhà nông 3.000 một cân ở vườn nhưng mà để đến tay người tiêu dùng thì chắc nó cũng phải, mình đoán chừng nó cũng phải 9-10.000, không rẻ hơn đâu. Cứ mất 1.000, người buôn mất ăn 1.000, người bán buôn ở dưới Hà Nội 1.000, người bán lẻ 1.000 đấy, cộng thêm 4.000 nữa. Đấy, bây giờ mận thì 2.000 một cân. Này mới cắt được khoảng độ 30% gì, 30%. Dưới này thì nhiều hơn nhưng trên kia thì không được nhiều. Tổng cả vườn tổng nó chỉ được 30%, cắt mới được 30%. Bắp này thì to cổng cành như thế lại chẳng nắng mát bao nhiêu, mỗi túi 20 cân.